Hello các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đến một quán rất là xinh ở C3 Hoàng Ngọc Phách. Quán này rất là dễ thương luôn. Wow. Thì quán ở đây rất là yên tĩnh và hiện nay là mình đến buổi sáng sớm nên là đang khá là ít người, mới chỉ có 2-3 khách thôi. Mình sẽ cho các bạn đi một phòng quanh đây nha. Xinh cực. Quán được decor rất là xinh. Bây giờ mình sẽ đi sang thông hơn đây nhá. Cái bố cục ở đây được làm ấy thì là các bạn đập ở hai bên tường ra. Thì nhân tiện ngày hôm nay mình quay ở đây, mình sẽ quay một cái clip là những cuốn sách mình dự kiến đọc mà mình sẽ kiểu giveaway hoặc là mình sẽ pass đi. Thì nếu như bạn đã biết là lần trước mình có một cái clip là mình unhaul những cái cuốn sách ở trên giá của mình đúng không? Thì lần này mình quyết định là sẽ đọc những cuốn đó. Thì đây, cuốn đầu tiên là cuốn Nguyện ước của trong căn bếp yêu thương của tác giả là Ibuki Yuki. Thì thực ra là mình cảm giác là cuốn này nhìn là nó hơi healing ý, nên là mình nghĩ là mình cũng sẽ không kiểu giữ cuốn này. Và thứ hai nữa là mình thì không đọc được nhiều văn phong của Nhật Bản, nên chắc là cuốn này mình sẽ không giữ. Cuốn thứ hai là cuốn Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng của Thích Phước An. Mặc dù cuốn này là có một anh ở trên book Insta của nó, nên là mình đọc rất là dễ chịu, rất là hay. Nhưng mà mình không chắc là mình sẽ thích cái văn phong ấy. Thì cuốn sách này là của Việt Nam và đến từ nhà Fanbook, cuốn phong mình mua là được sale. Thế nên là hy vọng là đọc sẽ có một cái trải nghiệm thú vị. Cuốn thứ ba là cuốn Biến Thân của bác là Keiko Higashino. Thì như các bạn đã biết là mình không phải là một người thích đọc trinh thám hay là đọc kinh dị đấy. Thế nên là cuốn này mình đọc cho vui thôi, và chắc chắn là mình sẽ pass cuốn này, và kể cả nó hay đến đâu thì mình cũng sẽ không giữ lại, mình không bao giờ đọc lại. Tiếp theo là một cuốn sách thiếu nhi tên là Harriet Tung Hoành của tác giả là Lucy Fitthux. Thì đây là một cuốn sách cũ. Mình nghĩ là vì đợt này mình đang muốn đọc một cái gì nó nhẹ nhàng thôi, vì là sẽ đọc cuốn Bubble. Thì cuốn này nó hơi căng nên là sẽ mang cuốn này đi đọc để kiểu đan xen lúc ban ngày ấy. Cuốn Đại Chiến Hacker của tác giả là Cory Doctorow. Nó cũng khá là dày nhưng mà tự nhiên á, không hiểu vì sao cuốn này được giới thiệu đó là vượt qua hệ thống kiểm soát tinh vi của trường để ra ngoài tham gia một game thực tế ảo. Đến lúc đó thì cây cầu điện cực của San Francisco được nổ tung bị khủng bố, và Gary thì mất tích trong đám nạn nhân. Cuộc an ninh nội địa Mỹ hoảng loạn và cuộc điên cuồng trở thành cố của cuộc sống của toàn San Francisco thì bỗng được nghèo. Nhưng mà cuốn này thì không phải là một sách về thảm họa, không phải là sách về giải trí đơn thuần. Nó kể câu chuyện của những thiếu niên nổi bật nhưng trong sáng và căng thẳng của thời đại công nghệ số. Thế thì chắc là sẽ đọc thử xem sao. Nó khá là dày nhưng mà mình cũng nghĩ là nhìn thì dày nhưng mà mình cảm giác là kiểu fast read ấy, kiểu đọc sẽ là nhanh trong một ngày ấy. Nên là sẽ thử. Còn hai cuốn cuối cùng thì cuốn này là cuốn Người Đàn Bà Trong Đêm của tác giả là Connor Woodbridge. Thì hình như là một cuốn sách cũng rất là cũ rồi, tức là ý là không phải là cũ theo kiểu là không còn tái bản nữa, mà ý là mình cảm giác là cuốn này nó được viết từ hồi xưa ấy. Cuốn sách là của Phúc Minh bây giờ biết cuốn này của Phúc Minh. Thì mình không biết nội dung của đấy là mua giá sale của có 20.000, thế là mình mua. Nhưng mà tự nhiên tôi cảm giác không biết được, mình cái biển cũng ưng ấy. Nên là chắc đọc cũng sẽ pass. Và cuốn cuối cùng là một cuốn mình cảm giác là nó kiểu hơi bị tuổi teen quá. Thì đấy chính là cuốn Ngàn Nụ Hôn Cho Em của tác giả là Silly Collie của nhà Min Books. Thì cũng là một cuốn sách sale mua 20.000 hay 30.000 đấy ở trên Tiki. Thì cái bìa của nó xinh quá, nên mới là việc bìa quá xinh mình mua. Thì nó ghi là một nụ hôn có thể chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc, nhưng mà nụ hôn có thể kéo dài suốt một đời. Một chàng trai, một cô gái, một mối tình này đổi tin trắng nhưng bền vững qua vài thập kỷ. Một mối tình có thể là sẽ mãi. Cảm giác nó hơi xíu xú ấy, nó không hợp với mình. Nên toàn bộ những cuốn sách mình dự kiến sẽ đọc trong sắp tới trong tháng 5 này, bởi vì là đây là những cuốn mà mình sẽ không giữ lại. Vậy nên là hãy chờ mình đọc thử xem là nó có hợp hay không nha, rồi mình sẽ quyết định giữ hay không. Còn bây giờ thì clip mình chỉ đến đây thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và bye bye.